Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Trong video hôm nay em xin gửi tới mọi người bộ sản phẩm, đó chính là dàn lạnh và van tiết lưu của Mitsuchi Tông 2009. Đây là chiếc van tiết lưu sản phẩm của Fujikoki Thái Lan, còn dàn lạnh của Paco Thái Lan. Đây, em xin mời mọi người sẽ nhìn qua. Với cái dàn lạnh này, nó là dàn lạnh đúc được sản xuất từ nguyên liệu chính là nhôm, với các lá nhôm kép vào với nhau tạo thành một khối. Dàn là sử dụng van vuông. Đây, chúng ta mở cái van tiếp lưu thì nó sẽ bắt như thế này. Đấy, bắt như thế này. Phía đầu ngoài thì nó đã có đầu chờ rồi. Và đây là sản phẩm của Paco Thái Lan. Đây, sử dụng cho Mitsuchi Tông từ 2006 đến 2011. Đây là mã code của sản phẩm. Đây là mã của sản phẩm. Đây, sản xuất ở Thái Lan, Paco RL3022. Người ta yêu cầu là mình xếp thẳng lên, tránh mưa gió và lửa. Đấy, đây là vỏ hộp của nó. Đây, trên cái sản phẩm của nó thì cũng có luôn mã hàng là RL3022 của công ty Paco. Đấy, đây là các cái mã của cái lô sản xuất made in Thái Lan. Như em cũng đã nói trong nhiều video là vì sao mà người ta phải bao quanh bốn lớp mút bao quanh này là để cho nó chắc chắn khi mình đưa cái dàn vào, nó vừa khít luôn, nó không bị thoát gió ra và nó cái dàn nó chắc chắn trong cái hộp. Với cái dàn lạnh này thì nó sẽ có thông số kỹ thuật như sau. Chiều dài của nó 30, chiều ngang của nó là 23, và chiều dày của nó là 3,5. Anh em lưu tâm này, nó sẽ khác với cả một số dòng khác là cái van của nó bắt thẳng nhé anh em nhé, bắt thẳng chứ nó không phải là bắt chéo như dòng Hilo hay Ilova hay là Vios gì đó. Đây là một cách kể cả như dòng của Mitsu Canter cũng thế, thường như Mitsu này là họ thiết kế là cái van nó sẽ bắt thẳng ra để khi mà mình bắt vào đây thì nó rất là đơn giản và dễ. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu qua với mọi người bộ sản phẩm, đó chính là dàn lạnh cục kèm với van tiết lưu của Mitsuchi Tông 2006 đến 2011. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.